dù đã biết là anh Gia rất là đẹp, nhưng mà khi đi chọn cảnh cho phim để quay cái phim Mẹ Ác Mai Cha Thiên Sứ á, thì khi mà bước vô khu nhà mẫu và đi thăm những căn nhà đã xây rồi á, cái điều mà đáng ngạc nhiên và ấn tượng nhất là gì? Là mỗi một ngôi nhà nó đều có một câu chuyện. Có nghĩa là anh Gia có một cái hay hơn tất cả các nơi khác là gì? Là họ xây dựng theo mỗi một ngôi nhà đều có một cái câu chuyện dành cho mỗi một gia đình. Gia đình thì có dù cho có một cô đang rất ấn tượng như một cái căn là có một cái phòng rất là đẹp dành cho một cô gái thiết kế thời trang. Đó là gia đình nó sẽ có một cô làm nghề thiết kế thời trang khoảng 14-15 tuổi. Hoặc là gia đình có một cậu bé khoảng 7-8 tuổi hoặc là 10 tuổi rất là yêu thể thao, nên là cái phòng của bé sẽ là phòng là sân cỏ, giường cũng như khung thành, xong rồi là có hình Messi, Ronaldo, nó rất là ấn tượng cái đó. Hoặc là những bé mà thích tập sát thì có phòng tập sát, hoặc là những cái căn phòng màu hồng dành cho những bé thích tập công chúa chẳng hạn đó. Đấy là một cái ngôi nhà mà hầu như là khi mà chủ thiết kế là tưởng tượng ra là chủ nhân của ngôi nhà đó là những người như thế nào, cái vô sống. Thành ra khi mà đúng cái đối tượng họ cần mua đó, họ bước vô nhà cái là đảm bảo họ đã mê mẩn liền. Đáng cũng rất là mê, bởi vì sao? Khi mình bước vô đó mình có quá nhiều sự lựa chọn, và hầu như là mình bước vô một vài căn phòng là mình thấy luôn là ừ, đây chính là cái căn phòng mà nhân vật mình cần để sống. Khi họ độc thân hay họ có gia đình, họ có hai phòng ngủ hay có một phòng ngủ, họ có một bé trai hay một bé gái, và cái sở thích của bé gái như thế nào, sở thích của bé trai như thế nào, gần như là anh Gia đều có đủ hết. Và điều đặc biệt nữa là các căn phòng rất là ấm cúng. Bước vô là cái mình cảm thấy thích liền, nó là ừ, cái phòng này quay lên, cái căn nhà này quay lên sẽ rất là ấm cúng, rất là có thể một cái gia đình rất là hạnh phúc. Mình thích cái điều đó. Trước đây thì mình không có nghĩ tới, bởi vì là mình nghĩ là mua nhà đâu cũng được. Nhưng mà sau khi mà quay phim ở anh Gia rồi thì mê quá, ai bước trong đoàn phim bước vô cũng đều khen. Mình đang nghĩ là sau này nếu mà có cơ hội thì sẽ mua một cái nhà anh Gia. Thực sự là khi mà đi chọn bối cảnh cho quay phim á, cái điều khó khăn nhất là tìm ra một cái bối cảnh mà nó phù hợp với câu chuyện của mình, phù hợp với nhân vật của mình, phù hợp với tính cách, phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật của mình. Mà anh Gia thì có quá nhiều lựa chọn, nên là khi mà bước vô anh Gia là thực sự là nếu như đáng nó ngỡ ngàng luôn, đó là ôi tại sao lại có thể một cái nơi mà thiết kế sẵn cho bộ phim của mình như vậy mà có rất nhiều bối cảnh như luôn. Nên là cảm ơn anh Gia đã tài trợ cho bộ phim của Đảng, và đã tin rằng với những cái mà nội thất của anh Gia với thiết kế của anh Gia thì bộ phim sẽ rất là đẹp, rất là ấm áp, rất là ấm cúng và rất là sang trọng, đúng với tinh thần của bộ phim Mẹ Ác Mai Cha Thiên Sứ.